À, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 3 tháng 7 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ quý vị thì hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc sập ngồi chất liệu gỗ dâu kích thước là 1m6 x 2m. Bộ sản phẩm này chúng tôi làm theo đơn hàng của bác Khánh tại Đình Cương, Cẩm Khê, cũng khá gần cơ sở chúng tôi thôi. Thì trước khi bàn giao cho khách hàng thì tôi quay lại video clip để giới thiệu đến mọi người, ai có nhu cầu đang quan tâm thì có thể tham khảo mẫu sập này. Thì bác Khánh có đặt chúng tôi là hai chiếc sập 1m6 hết. Đây một chiếc bên này và phía bên trong kia còn một chiếc chúng tôi để bên trong kia. Nó không gian hơi không đủ diện tích để kê nên là tôi sẽ quay một chiếc thôi. Bởi vì hai chiếc là giống y hệt nhau. Thì toàn bộ sản phẩm chúng tôi là bằng chất liệu gỗ dâu. Và chúng tôi đục theo mẫu là mẫu ngũ phúc trá mai quý vị nhé. Kích thước 1m6 x 2m. Rất là nhỏ nhắn xinh xắn khi kê vào không gian những không gian phòng thờ có diện tích vừa phải, rất là hợp lý. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc sập khi chúng ta nhìn ở đằng trước vào. Tôi sẽ lia một vài góc máy để quý vị xem và hình dung được những sản phẩm khi kê vào không gian nhà mình sẽ như thế nào. Đây là một góc máy khác, góc nhìn thứ ba đấy, cho quý vị xem và hình dung được. Về phần gỗ thì là chất liệu, đây là chất liệu gỗ dâu rừng quý vị nhé. Dâu rừng rất là tốt và dai. Đây là phần dạ chính của chiếc sập đây. Dạ là chúng tôi là đục theo mẫu là ngũ phúc trá mai nhá. Thì gồm có triện, đây, có triện mẹ, triện con này, rồi là những cái triện mẫu tử này. Kết hợp những chú rươi, cắp những lãng hoa hay là những chữ thọ này. Tượng trưng nhờ những cái biểu tượng của may mắn cũng như là sự mong muốn sống ấm no. Chính giữa là có rơi gặm chữ thọ và có hoa mai. Toàn bộ sản phẩm chúng tôi là đã hoàn thiện sơn VU rất là kỹ rồi, lên màu gỗ rất là đẹp. Phần chân sập là chân 20 quý vị nhá, chân 20 và đục đầu rơi. Đó, dáng chân rất là đẹp, quý vị nhìn cái dáng chân này. Toàn bộ những cái sập này thì nhìn cũng không chám, nhìn cái đường nét thì rất là thanh thoát, cực kỳ là tinh tế, đơn giản nhưng mà lại tinh tế rất là đẹp. Đây là phần ngang, dạ ngang đã hồi cố là được chọn lọc rất kỹ. Phần ván mặt chúng tôi là ván mặt hai lá. Đây, phía phần ngang bên phải đây. Cái góc máy bên này thì nó hơi ngược sáng một chút nhé. Và hôm nay hiện tại thì chúng tôi đang đứng ngoài đường, hơi nhiều xe qua lại nên nó hơi ổn một chút, quý vị thông cảm. Âm thanh nó không tốt cho lắm. Thì mọi người mà có nhu cầu muốn mua sắm hoặc sở hữu những chiếc sập như vậy thì có liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại Quan Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đó. Có số điện thoại là 0987 510 866. Website là đồ gỗ tùng 8.com. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng các sản phẩm đồ gỗ nội thất, phòng khách, phòng ngủ cũng như là phòng thờ, các chất liệu gỗ tự nhiên. Mọi người quan tâm yêu mến hãy bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật thêm những video clip sản phẩm mới nhất cũng như là những chia sẻ thú vị của chúng tôi về đồ gỗ. Đây còn là phía bên trong này, một chiếc nữa là một cũng như vậy, y như vậy luôn. Thì tôi chỉ giới thiệu một chiếc thôi. Về hình thức mẫu mã, kiểu dáng chất liệu gỗ, kích thước y hệt luôn, không khác gì nhau. Video tôi quay phía bên ngoài xưởng sản xuất chúng tôi, ở phía bên trong kia nhé quý vị nhé. Chúng tôi sản xuất ở phía bên trong kia, rất là rộng. Ok mọi người, xin chào mọi người nhé và hẹn lại trong những video clip khác. Đây thì phía bên trong này chúng tôi đang có những bộ trường kỷ tích gỗ vụ đã hoàn thiện rồi và đang chờ ngày bàn giao cho khách hàng. Chúng tôi đang bọc ni lông ở đây để cho nó đỡ bụi. Ngoài ra bàn ghế tầng nhà hàng rất là nhiều. Xin chào mọi người.